ngày 19 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh năm 2022. Tham dự có 25 thí sinh đến từ 10 huyện, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đảng bộ nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đây là dịp để các bí thư tri bộ giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn ở cơ sở. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi về xây dựng đề cương và clip sinh hoạt tri bộ. Mỗi thí sinh sẽ có màn chào hỏi và thi nghiệp vụ. Cuối cùng là phần thi xử lý tình huống do ban giám khảo đưa ra. Nội dung hội thi tập trung vào các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh ủy và cấp trên liên quan trực tiếp đến chi bộ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận kèm theo phần thưởng cho các thí sinh đạt kết quả cao với một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích. Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của đài phát thanh truyền hình cao bằng. Những tin tức trong tỉnh đang chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Ngày 19 tháng 10, tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức khai mạc hội thi bí thư tri bộ giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2022. Tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó trưởng ban tổ chức hội thi các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban, sở ngành tỉnh. Hội thi được kết nối trực tuyến tới 9 điểm cầu các huyện trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhất gia tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi khẳng định những năm qua, cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư tri bộ triển khai nhiều chủ trương biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng Hội thi Bí thư tri bộ giỏi các cấp diễn ra trong năm 2022 là một trong những chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy triển khai trong toàn đảng bộ nhằm đánh giá một cách thực chất về kiến thức và năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ Bí thư tri bộ. Từ đó tiếp tục đề ra các biện pháp lãnh đạo phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư tri bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị. Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi tỉnh Cao Bằng được tổ chức ở hai cấp, cấp huyện và cấp tỉnh. Qua hội thi cấp huyện, có 25 thí sinh xuất sắc đến từ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy được lựa chọn tham gia hội thi cấp tỉnh các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi. Trong đó, phần thi thứ nhất, chấm đề cương sinh hoạt tri bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề và clip sinh hoạt tri bộ của các đồng chí bí thư tri bộ đã được Ban giám khảo triển khai chấm và hoàn thành trong ngày 15-16 tháng 10 năm 2022. Tại hội thi, các thí sinh trực tiếp thực hiện phần thi chào hỏi, thi trách nhiệm, nghiệp vụ và thi xử lý tình huống theo hình thức sân khấu hóa đây là dịp để các bí thư tri bộ nói riêng mỗi đảng viên nói chung nắm rõ hơn về chủ trương đường lối các nguyên tắc quy định của đảng trao dồi thêm kiến thức về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng là diễn đàn để trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chức trách nhiệm vụ được giao xây dựng tri bộ ngày càng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn đảng bộ Sáng ngày 19 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thái Nguyên tổ chức khám sàng lọc ung thư miễn phí cho gần 500 nữ đoàn viên công nhân viên chức lao động thuộc các công đoàn cơ sở, công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh. Các nữ đoàn viên đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tầm soát, phục vụ chẩn đoán sớm bệnh ung thư, nhất là liên quan đến các bệnh phụ khoa, được tư vấn chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh thường gặp, bệnh nan y, sức khỏe sinh sản được cung cấp những thông tin mới về phòng ngừa bệnh ung thư, một trong những căn bệnh có tỷ lệ dân số mắc và tử vong cao. Đồng thời, hướng dẫn lối sinh hoạt, ăn uống khoa học, tập luyện thể dục thể thao để hạn chế thấp nhất số ca mắc bệnh ung thư. Tuân thủ định kỳ về khám sức khỏe theo khuyến cáo của ngành y. Ngoài các phiếu xét nghiệm miễn phí, công ty còn giảm 10% chi phí khi đoàn viên có nhu cầu thực hiện thêm các xét nghiệm khác. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thái Nguyên mở rộng đối tượng khám chữa bệnh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chẩn đoán, khám chữa bệnh, có chính sách hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh, tăng cường truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên và người lao động. Hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển, đoàn công tác trung tâm kiểm soát bệnh tật đến giám sát chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời của trẻ em tại các xã Thượng Thôn, Ngọc Đào, huyện Hà Quảng và Lăng Hiếu, Đức Hồng, huyện Trùng Khánh. Qua giám sát, trạm y tế các xã đều treo băng rôn khẩu hiệu triển khai các thông điệp truyền thông của tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2022. Khám sức khỏe cho trẻ dưới 5 tuổi, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn thực hành chế biến bữa ăn bổ sung cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, phụ nữ đang mang thai. Các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, biết cách lựa chọn và sử dụng đa dạng các loại thực phẩm an toàn tại địa phương để chế biến bữa ăn đầy đủ, hợp lý, phòng chống bệnh mạng tính không lây, thừa cân, béo phì, suy dinh dưỡng, nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt Nam. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số ca mắc COVID-19, bệnh nhân nặng giảm nhẹ, nhưng mấy ngày gần đây liên tiếp ghi nhận ca tử vong. Bộ Y tế nhắc nhiều lần vẫn có hàng chục tỉnh tiêm vaccine COVID-19 chậm và thấp. f không phải nhập viện, người cao tuổi, bệnh nền là những nhóm có nguy cơ cao gặp phải hội chứng COVID kéo dài. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.157 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Thống kê mới nhất của Bộ Y tế cho thấy, Đến nay, cả nước đã tiêm 260 triệu 802.292 triệu liều vaccine COVID-19. Đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên, kết quả tiêm mũi 3 với tổng số có 50.946.687 mũi tiêm, đạt tỷ lệ 78,4%. Năm tỉnh thành có tỷ lệ tiêm thấp đó là Bình Định 58,3%, Phú Yên 60,7%, Đồng Nai 53,6%, Đồng Tháp 59,2% và Bình Phước 61,6%. Về tiêm mũi 4, tổng số có 15.695.068 mũi tiêm. Đối với nhóm từ 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi 3 là 5.196.605 trẻ đạt tỷ lệ 60,7%. Nam tỉnh thành có tỷ lệ tiêm thấp, đó là Đà Nẵng 38,3%. Quảng Ngãi 38,4%, Phú Yên 23,5%, Thành phố Hồ Chí Minh là 35,4%, Bà Rịa Vũng Tàu 29,2%. Nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, tổng số mũi tiêm là 16.769.000 008 mũi, trong đó mũi 1 là 9 triệu 874.312 trẻ, đạt tỷ lệ 89,1%. Nam tỉnh thành có tỷ lệ tiêm thấp, đó là Quảng Trị 77,5%, Đà Nẵng 67,5%, Thành phố Hồ Chí Minh 62,4%, Bà Rịa Vũng Tàu 71% và Đồng Nai là 78%. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ, gọi tắt là ban chỉ đạo, đã chủ trì phiên họp thứ hai của ban chỉ đạo. Thủ tướng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước, của bộ ngành mình, từ đó chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các tháng cuối năm 2022 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của chính phủ: đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả phục hồi phát triển. Thủ tướng nhận định thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường, biến động, tác động nhiều chiều, nguy cơ suy thoái khủng hoảng kinh tế hiện hữu. Do đó, mỗi cấp, mỗi ngành, lĩnh vực phát huy tinh thần nỗ lực, tạo sức mạnh của cả đất nước, dân tộc vượt qua khó khăn này. Theo báo cáo của ban chỉ đạo, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được triển khai sâu rộng tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, tăng cường phân cấp giải quyết thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành. Qua đó đã cắt giảm, đơn giản hóa 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản. Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 183 quy định tại 19 văn bản quy phạm pháp luật. Cập nhật gần 17.800 quy định hiện hành trên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền, giải quyết 669 trên 5.187 thủ tục hành chính trên 100 lĩnh vực, ban hành kế hoạch giả soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 1259 QĐTTG phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức do chính phủ, thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, biên chế hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương giai đoạn 2022-2026 theo quyết định tổng biên chế công chức của các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức do chính phủ, thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế của các hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương giai đoạn 2022-2026, bảo đảm đến hết năm 2026 là 103.300 biên chế. Cụ thể, các cơ quan tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức do chính phủ, thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, 101.546 biên chế. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, 1.068 biên chế. Biên chế của hội quần chúng được đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương là 686 biên chế. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức do chính phủ, thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế đối với từng hội quần chúng được đảng nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương trong tổng biên chế quy định ở trên. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức do chính phủ, thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng đề án tinh giản biên chế của giai đoạn 2022-2026 và hàng năm đến hết năm 2026. Việt Nam đã có 68.800 doanh nghiệp công nghệ số, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị với mục tiêu có thể làm chủ được công nghệ. Doanh thu công nghiệp ICT tiếp tục tăng trưởng mạnh và là điểm sáng xuất khẩu trong quý 3. Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT ước đạt 2,55 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 109,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ. Chiếm tới 90% tổng doanh thu của ngành là từ phần cứng điện tử với 2,27 triệu tỷ đồng, tương đương 97 tỷ đô la Mỹ. Doanh thu từ lĩnh vực này đã đạt 74% so với kế hoạch năm 2022 là 148 tỷ đô la Mỹ. Các số liệu thống kê cho thấy giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử đạt 90,7 tỷ đô la Mỹ, đã tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó trị giá xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt 43,1 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 17,9%. Còn xuất khẩu điện thoại và linh kiện có tốc độ tăng trưởng 5,6% với trị giá ước đạt 43,3 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn doanh thu xuất khẩu phần cứng, điện tử vẫn đến từ khu vực FDI với khoảng 90%. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu tăng đột biến do chính sách mở cửa nền kinh tế của chính phủ tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu và sản xuất của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng. Theo dự báo, doanh thu lĩnh vực này sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh do từ quý 3 đến cuối năm là mùa cao điểm khi các doanh nghiệp FDI tăng công suất xuất khẩu các đơn hàng. Theo Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19 tháng 10, bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống Bắc Bộ và Thanh Hóa. Theo Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 trên vùng biển phía Bắc, Tây Bắc, quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11, từ 89 đến 117 km h giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10 đến 15 km h Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Ngày hôm nay, 19 tháng 10, bộ phận không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió đông. Từ trưa chiều ngày 19 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rông. Từ chiều tối và đêm ngày 19 tháng 10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13 đến 15 độ C, trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 16 đến 18 độ C. Chuyển sang tin quốc tế. Theo nghiên cứu, đại dịch COVID-19 đã gây ra cú sốc kéo dài đối với mức tuổi thọ, dẫn đến những thay đổi về tỷ lệ tử vong trên toàn cầu chưa từng thấy. Trong 70 năm qua, các chuyên gia cho biết những đợt dịch bệnh trước đây đã chứng kiến sự phục hồi khá nhanh về mức độ tuổi thọ. Tuy nhiên, quy mô và mức độ ảnh hưởng của COVID-19 đối với tỷ lệ tử vong đã làm lung lay tuyên bố rằng đại dịch này không có tác động nhiều hơn một căn bệnh giống cúm. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng những quốc gia có phản ứng không hiệu quả sẽ gặp khủng hoảng sức khỏe với những hạn chế trung hạn về tuổi thọ. Theo kết quả nghiên cứu, những quốc gia có tỷ lệ người dân được tiêm chủng cao sẽ có mức giảm tuổi thọ thấp hơn so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định quy mô và mức độ nghiêm trọng của COVID-19 đối với tỷ lệ tử vong gây nhầm lẫn rằng nó không có tác động nhiều hơn một loại bệnh cúm. Theo các nhà nghiên cứu, thiệt hại về tuổi thọ trong những đợt dịch cúm vào nửa sau của thế kỷ trước nhỏ hơn và ít lan rộng hơn nhiều so với những gì được ghi nhận trong đại dịch COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 16 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.